Khách hàng đang thử hát karaoke trên cái bộ âm thanh còn con đẩy PSU SLA 4.25, một con vang số 9 cơ K9 Plus và con vang K6. Lưu ý cho các bác đây là âm thanh mộc của con vang này. Tất cả 12 giờ hết, chưa chỉnh cái gì cả. Âm thanh mộc. Rất hay luôn. Loa full đơn bass 40 của PSU S15. Đây là âm thanh mộc nhá, chưa chỉnh cái gì cả. Rất phê luôn. Rất phê luôn. Anh còn nợ em, con tim buồn rơi, con tim buồn như là chưa tách lời luôn các bác. Anh còn nợ em và còn nợ em, cuồng tình đã lỡ. Quá tuyệt vời. Nghe quá phê luôn các bạn, nghe quá phê luôn. Âm thanh mộc các bạn nhá, âm thanh mộc của con vang chưa kịch chỉnh bất kỳ một cái gì cả, nhưng mà chúng ta sẽ cái hiệu quả rất là phê luôn. Súp hơi màu đen đây các bác nhé. RS115 loa full đơn bass 40 E15. Quá mê luôn. Còn nợ em, con tim bồi rơi, con tim bồi rơi. Anh còn nợ em và còn nợ em, cuồng tình đã lỡ. Anh còn nợ. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Thì thưa các bác, đây là một cái đơn hàng mà khách hàng ở đây thì có người nhà, đây là chú có người nhà. Thưa các bác, ở đây thì cái bộ âm thanh này thì bác khách ở đây thì bác ấy qua bác ấy thử và lấy hộ người nhà. Đây là chú khách đây. Chú khách ở đâu nhỉ? Đang ở Long Biên. Bác khách này thì bạn ấy bảo là Long Biên, còn sẽ lấy hộ người nhà là chú đang công tác ở đâu anh nhỉ? Ở bên Tiệp. Bên Tiệp, một cái bác khách ở bên Tiệp thì có nhờ người nhà là qua thử cái bộ âm thanh ở đây. Các bác thấy là cái âm thanh nó cực kỳ nguyệt ngọt ngào đúng không? Cực kỳ ngọt ngào. Em nhắc lại đây là âm thanh sẽ có một con đẩy 4 kênh, mã của nó là SLA 4.25 PS Audio, một con vang số chỉnh cơ KX9 Plus, một bộ mic không dây VK6, một đôi loa full bass 40, full đơn bass 40 PS Audio, một cục súp hơi bass 40 cũng của PS Audio. Và với cái sản phẩm này thì đều là hàng chính hãng của PS Audio, đây là đồng bộ của PS Audio các bác nhé. Con vang này với cái giá là dưới 2.500.000. Xin lỗi các bác, là con bộ mic không dây này với cái giá là dưới 2.500.000 này. Con KX9 Plus này với giá dưới 3 triệu và cái bộ cái con đẩy 4 kênh này với giá con đẩy 4 kênh này dưới giá là dưới 18 triệu đồng. Và cái loa có cái loa súp hơi nhá, súp hơi bass 40 nhá. Súp hơi bass 40 và loa full đơn bass 40 của PS Audio, mã là ES15 này.
con súp này thì mã của nó là GS115 các bác nhé. Đấy, thì các bác thấy là cái âm thanh rất là ngọt ngào luôn. Thì con đẩy này là con đẩy mạch khuếch đại là lát D, và đặc biệt nó chạy cái nguồn là nguồn sung, nguồn automatic tự động cân chỉnh điện áp giải rộng từ 90V đến 260V, cực kỳ tuyệt vời luôn. Các bác có sử dụng bất kỳ ở khu vực điện áp thấp cao nào. Đấy, cảm ơn các bác, và bên em là bên Lương Âm Thanh các bác nhé. Các bác sẽ liên hệ bên em qua số điện thoại là 0988646683. Cảm ơn các bác, xin chào các bác. Bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng, có rất là nhiều những chủng loại hàng để phục vụ các bác trong lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke. Xin chào các bác.